khi mình sanh em bé ra thì đương nhiên bác sĩ người ta sẽ khám hết. Tuy nhiên mình cũng phải quan sát con để mình thấy, mình nhận biết được cái sự khác thường. Khác thường chưa chắc là bất thường ha, nhưng mà mình cũng phải nhận ra được là ủa sao mỗi khi em không thấy vậy mà sao bây giờ em thấy vậy. Thì đầu tiên trên đầu đó bắt đầu mình sẽ rờ, bố mẹ sẽ thấy có thấp trước thấp sau, có nghĩa là mình sẽ chờ thấy cái vùng mềm đó, đó là bình thường. Tại sao cái thớp đó tồn tại như vậy là để vì cái não của em bé nó sẽ phát triển ra và cái hộp sọ nó sẽ giãn ra, cho nên cái thớp đó mà nó đóng là mới lo nha. Phải có cái thớp đó để khi cái não em bé phát triển thì cái hộp sọ nó mới giãn ra theo để cho em phát triển. Thì cái thớp đó bắt đầu mình cũng sẽ sờ, mình xem coi là cái mức độ của lõm của nó, hay nó dung lên hay nó lõm xuống, hay là cái độ rộng của nó kia đó, thì để mình xem là bình thường. Bây giờ nó lại vậy ha, bác sĩ khám rồi bác sĩ thấy bình thường không sao hết, rồi mình mới sờ mình xem coi nó có u bú gì không. Nhiều em bé sanh thường nó cũng có bị bú huyết thanh đó, thì mình cũng sẽ theo dõi mình phát hiện được là em bé của em nó có một cái chỗ bên này, thì có thể mình sẽ hỏi bác sĩ xem thấy chỗ này nó u gì bác sĩ. Thì bác sĩ nói cái này bú huyết thanh từ từ nó sẽ giảm, vài tuần sau nó giảm, có thể nó sẽ làm cho con vàng da nhưng mà nó sẽ giảm sau đó. Thì mình cũng yên tâm là con tôi có cái đó đó, là mà bác sĩ nói cái đó là bú huyết thanh trong cái quá trình sanh rồi, vậy đó bác sĩ sẽ giải thích với mình.